Mái ấm gia đình Việt là chuyến xe nhân văn, tiếp nối chuỗi hành trình thiện nguyện đã giúp đỡ cho hơn 2.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở các mái ấm, nhà mở, trường giáo dưỡng, làng trẻ em xa xỉ. Do tập đoàn Hoa Sen tổ chức thường niên hơn 10 năm qua, với những hoạt động ý nghĩa, thiết thực, chương trình Mái ấm gia đình Việt trong suốt nhiều năm liền đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ về tình yêu thương dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Những mầm non cần sự hỗ trợ, nâng, đỡ, bao bọc từ cộng đồng. Nối tiếp dự án thiện nguyện cùng tên, xuất phát từ mong muốn những hoàn cảnh trẻ em khó khăn do đại dịch rất cần một điểm tựa vững chắc, cần sự chung tay của cộng đồng để không bị bỏ lại phía sau. Chương trình truyền hình thực tế Mái ấm gia đình Việt phiên bản truyền hình đã ra đời. Video sau đây chính là công tác chuẩn bị cho chương trình tiếp theo của Mái ấm gia đình Việt, được diễn ra tại trường Trung học phổ thông Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 8 năm 2024, với sự tham gia của nhiều người nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực khác nhau như MC Quyền Linh, ca sĩ Lâm Vũ, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên, diễn viên Cao Thái Hà, diễn viên Thân Thúy Hà, nhạc sĩ Đông Thiên Đức, MC Vũ Mạnh Cường, vận động viên xe đạp Nguyễn Thị Thật, Hoa hậu Khánh Vân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, võ sĩ Trương Đình Hoàng, ca sĩ Nhi Kỳ, vận động viên bơi lội Ánh Viên. Xin chào cả nhà, mình là Khánh Vân và ngày hôm nay thì Khánh Vân rất là vui khi có cơ hội được đồng hành cùng với chương trình Mái ấm gia đình Việt. Và thông qua chương trình này thì Khánh Vân cảm thấy đây là một chương trình vô cùng ý nghĩa. Vào cái ngày tham gia chương trình thì Khánh Vân sẽ có cơ hội tham gia những cái trò chơi cùng với các chị em nghệ sĩ, đem lại những cái phần quà vô cùng giá trị cho các em nhỏ mồ côi cũng như là có những cái hoàn cảnh khó khăn, giúp cho các em sẽ có được một cái cuộc sống tốt hơn và một tương lai tươi sáng hơn. Và chương trình sẽ được ghi hình vào ngày 16, 17, 18 tháng 8 tại tỉnh Hậu Giang. Và các anh chị và các bạn, và đặc biệt là các bà con cô bác, nếu như mà có thời gian thì hãy đến với chương trình để cùng Khánh Vân cùng với các chị em nghệ sĩ tham gia cũng như là lan tỏa chương trình, một chương trình rất là hay và được ý nghĩa cả nhà nhé.